Mấy cái bông lau rồi sắp đóng băng rồi. Đấy. Hôm trước xem ở đấy. Ôi dồi. Con chào mọi người đi. Lạnh không các con? Ôi dồi, lạnh quá nhỉ. Hôm nay các con ở nhà một mình à? Bố đi đâu rồi? Tắt điện thoại đi con. Con ngồi vào bếp này, lạnh lạnh mình ra đây. Các bạn thấy chưa, đây này. Đó, đợt trước Xuân Hiễu cũng được ghi hình video ở đây. Các bé là ở nhà, bố đi đâu, đi làm à? Đi nhà họ. Đi nhà họ, đi làm gì? Hả? Không biết đâu. Con ngồi đây đi, lạnh lắm. Ngồi đi, ngồi đi sửa lửa này. Sửa lửa. Đây, nhà của các bé đây cả nhà. Đó. Nhà. Đây về đây ấm con, đừng đi ra đấy lạnh lắm. Này chú mặc cho con nhá. Rồi, khoác vào. Rồi. Đấy. Tí nữa con đun nước xong rửa mặt cho em nhá. Vừa đi đào măng về à? Được không? Được măng không? Một tí à? Không cần đâu, chú vào đây thăm các con một tí thôi, cho bố gửi lời hỏi thăm bố nhé. Thế nữa là chú là đi bây giờ. Rồi. Để con lấy cái, có cái kéo cái dao cắt này không? Kéo không? À đây à. Đấy. Nào, con chị nào. Chị bé này. Hai chị lấy bánh đi ra ăn đi. Lấy ra cho. Không đi á? Muốn ngủ đâu, tới bố ngủ đâu? Bố ngủ đâu? Nói qua tìm hiểu thì Xuân Hiễu mới biết là các bạn nhỏ này là người Tây thôi cả nhà. À, cần Tây. Nói được tiếng Tây, vẫn lướt Tây đấy mà. Hello, chào Pinong nơ. Chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Xuân Hữu. Cả nhà thân mến, hiện tại Xuân Hữu đang ở trên nầm dịch của huyện Hoàng Su Phi. Và hiện tại thời tiết rất là lạnh và bây giờ là tối. Xuân Hữu xem đồng hồ xem là mấy giờ này. 6 giờ tối cả nhà. Mà lạnh lắm, đóng băng luôn, mù mịt đây. Đó, và quay trở lại với nội dung video ngày hôm nay thì Xuân Hữu cùng với anh em nó lên thăm ba bé mà đợt trước Xuân Hữu với em Hồi đi vô tình gặp ba bé đấy thì mẹ bỏ đi công ty không về nhà nữa. Hôm nay Xuân Hữu với anh em mang cái chăn với lại cái áo lên tặng cho các bé để mùa đông này không bị lạnh ấm. Ôi anh ơi mưa đấy. Miền Tây đang mưa phùn cả nhà. Vâng. Đấy, nhà nhìn thấy chưa? Ây, lạnh quá. Anh Hưng đang đi trước. Xuống hết rồi anh nhỉ? Chào Pinong nữa. Đấy. Anh chào Pinong anh nhỉ? Chào Pinong nữa. Đó. Cái này nó trồng cây gì đấy anh? Ôi dồi ôi. Tay em chuẩn bị đóng băng rồi anh ạ. Lạnh đấy. Mà hôm nay lên là không biết là cũng đột xuất ra cả nhà Xuân Hữu cũng không có số điện thoại của ai ở đây cả. Không biết là có mấy bé nó có ở nhà không. Đó. Nên là hy vọng hôm nay là thời tiết sẽ là làm sao để may mắn gặp các bé ở nhà. Cả nhà cũng biết là đường ở Bắc Quang vào đến Su Phi này đường rất là khó đi. Đó. Anh em đi cả ngày bây giờ mới tới nơi này. Về sương băng giá này. Cả nhà nhìn thấy chưa? Mù mịt đây này. Lạnh lắm đây này.
gió thổi vi vu. Đây. Đó. Những hàng bông lau đang đung đưa. Và những hạt tuyết rơi, sương tuyết. Đó, ở trên kia anh ạ. Mù lắm này. Hình như có. Không biết có không. Ôi. Vâng. Trời lạnh rét nữa. Anh em phải đi bộ lên trên này cả. Tầm gần một cây em mới xuống dưới đấy đường. Bây giờ đang lên nhà của mấy bé đấy. Ây da. Sương băng giá mà. Úi, đấy. Quay tùm lum hết cả lên. Mấy cái bông lau rồi sắp đóng băng rồi. Đấy. Xuân Hữu sắp đóng băng rồi cả nhà. Ôi. Hai anh em. Đó. Tối quá nhỉ, bắt đầu sương mù, không nhìn thấy gì. Đấy. Cả nhà chắc còn không nhìn rõ mặt hai anh em. Đây, cái đường này này. Hình như nhà không có điện hay sao ấy. Đến chỗ đường dế vào nhà của mấy bé là cả nhà. À, có khi có tiếng chó. Chó sủa. Không biết có ai ở nhà không. Đến nhà rồi các bạn. Cả nhà. Đây, có tiếng chó sủa. Anh ơi, có nhà không anh ơi? Chào gia đình nhá. Mấy bé bố ở nhà không? Không ở, một mình các con khác ở nhà. Rồi. Ôi, sương mù. Không nhìn thấy gì cả, nhà đến nhà bé rồi. Rồi, trông con này cho chú với. Có cắn không? Rồi, chào các con nhá. Đây này, bạn trẻ hôm trước xem ở đấy. Ôi dồi. Con chào mọi người đi. Lạnh không các con? Ôi dồi, lạnh quá nhỉ. Hôm nay các con ở nhà bọn mình à? Bố đi đâu rồi? Tắt điện thoại đi con. Con ngồi vào bếp này, lạnh mình ra đây. Các bạn thấy chưa, đây này. Đó, đợt trước Xuân Hữu cũng được ghi hình video ở đây. Các bé là ở nhà, bố đi đâu, đi làm à? Đi nhà họ. Đi nhà họ à? Đi làm gì? Hả? Không biết đâu. Con ngồi đây đi, lạnh lắm. Ngồi đi, ngồi đi, sửa lửa này. Sửa lửa. Đây, nhà của các bé đây cả nhà. Đó. Nhà như thế này này. Nó Xuân Hiểu lướt qua một tí cho cả nhà. Đó. Anh cầm. Con ngồi đây. Nào ngồi đây với chú nào. Lạnh không? Đây bé trai về ngồi đây nào. Ngồi đây với chú nào. Ngồi đây nhanh. Ôi sao lại ướt thế này? Hả? Đi tìm măng á? Ướt hết rồi, cởi ra đi. Cởi ra đi. Con lạnh không con? Đấy khổ các nhà, lạnh lắm này. Bộ thân. Con cởi áo ra, ui. Đi lấy một cái áo ấy nữa, xong rồi tí nữa mặc cái áo khác kia. Rồi. Nào chị cầm cái này giúp em nào. Cái này cũng ướt rồi, bỏ ra đi con ạ. Úi cái này. Cảm chết. Đấy.
Đây, em cởi ra. Đây. Thế là mẹ là không về nữa. Tuần đến mới về á? Đợt trước là bỏ đi à? Đâu lấy về mặc cho em đi. Xem nó vỡ không. Thay nốt cái này ra đi, không tin mặc kệ. Con thay cho em đi, mặc kệ, mặc áo ấy cho em. Xong rồi tí nữa đun nước rửa mặt cho em nhé. Thay, thay. Anh Hưng ơi lấy cái áo đi. Hôm nay lạnh lắm đúng không? Hôm nay chú lên lấy áo cho các bé nhá, mặc nhá. Để đây nào. Xem nào. Cò là mặc cái nào ta? Đây. À. Bây giờ chắc không đi học nữa đúng không? Và tới cả tháng rồi đi nhỉ thế này. Rồi vào đây ấm con, đừng đi ở đấy lạnh lắm. Này chú mặc cho con nhá. Rồi, khoác vào. Rồi. Đấy. Tí nữa con đun nước xong rửa mặt cho em nhá. Vừa đi đào măng về à? Được không? Được măng không? Một tí à? Không cần đâu, chú vào đây thăm các con một tí thôi, cho bố gửi lời hỏi thăm bố nhé. Tí nữa là chú là đi bây giờ. Rồi. Để con lấy cái, có cái kéo và dao cắt này không? Kéo không? À đây à. Đấy. Nào con chị nào. Chị bé này. À, vào đây nào. Rồi cái áo hông nhá con. Hôm nay lạnh lắm cả nhà, ở trên vùng cao này đóng băng rồi. Đấy như Xuân Hữu chia sẻ video trước thì các bé này thì mẹ đi làm công ty. Có chắc chắn mẹ về không hay là lại bỏ đi hẳn rồi? Vẫn về á? Hôm nọ sao bảo bỏ đi? Về thăm các con thôi nhưng không ở à? Vẫn ở. Vẫn ở à? Ôi dồi, cái này đi quá nhớ đi. Đấy, mặc này là ấm à. Rồi, đẹp rồi. Đấy, có cái long lanh đẹp nhá. Ừ. Đây còn cô chị này, cô chị đây. Tự mặc nhá. Đó nào, mặc thử xem nào. Ôi, cái này cởi ra được. Cô chị đây. Thân này bỏ ra. Xong rồi tí nữa đun nước rửa mặt cho các em. Mặc thử xem nào. Ừ, cái này thì cài đây. Đó, đi đâu thì cài vô đây. Cài vô vào thế này. Đâu ta. Một cái cúc ở đây này. Đó, làm khăn cũng được. Đấy, buộc vào. Như thế này. Đó. Đấy. Mấy đứa đang gì nấu gì à? Nấu cơm à? Nồi này à? Đảo lên. Bên nào để chú đảo cho nhá. Ở trên bản thì nấu cơm bằng nồi thế này thôi cả nhà. Đó, bây giờ đang đóng băng. Thế tối nay đã ăn món gì đấy con? Ăn măng. Măng á? Ừ. Đấy. Chú là chú Hữu nhá. Đó, nhà chú ở Bắc Quang hôm nay là có các anh em trong tem của chú tặng áo cho các con với một cái chăn ấm kìa. Này, cái chăn này nhá. Tối ngủ lấy chăn ấm này đắp nhá. Đây này. Đấy. Ừ. Lấy con này nè. Bánh kẹo tí nó mấy đứa lấy ra xong à chia nhau nhá. Đó. Thế là con quay mặt đây là muốn lấy ra ăn luôn à? Đây chú lấy cho. À.
cắt ra. Đó. Nhưng mà con rửa tay chưa? Phải đi rửa tay đi. Nào. Tay bẩn. Rửa tay cho em đã. Đi. Đây, đây. Được, cứ cầm đi. Lót cái này vào. Cái này dày quá rồi, không cầm được nào. Rồi. Đấy. Bé này còn này nước phải đun. Đó, ba chị em gái. Đây là bạn nam duy nhất trong nhà. Bố thì đi hàng xóm uống rượu à? Ờ. À, cả nhà đó, qua video này thì Xuân Hữu cũng cảm ơn anh em trong team của Xuân Hữu có món quà cho các bé ở đây thì của ít lòng nhiều thôi cả nhà, bởi vì là thời tiết rất là lạnh, gom góp hỗ trợ nhau được cái nào hay cái đấy. Đó. Đấy. Các bé cảm ơn các bác một tí nhỉ. Cảm ơn các chú các bác đi. Ừ. Đó. Nói lại nào, tập nói tiếng Mông thử xem nào. À, thế con nói cảm ơn các bác đi. Ờ, cảm ơn các con nha. Rồi. Chú cũng bây giờ phải chú ở lên trên huyện. Tối quá rồi thì chú không ở đây, mấy đứa được mấy đứa tự nấu cơm ăn nhá. Chú xin phép lên trên kia nhá. Chào nhá.